Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã đến video Nhật Đông. Ok, hôm nay mình sẽ có những bài viết của mình đăng trên Facebook, của trên cá nhân của mình. Một ngày làm việc á, thì cũng là bình thường, đơn giản, chia sẻ kinh nghiệm. Ok, hôm nay mình sẽ những cái bài viết mình sẽ đăng trên mình đã đăng mình lấy về mình đã bỏ vô bộ sưu tập của mình đây. Nicolas đã nói giá được quyết định là bởi những người nguyên phong cùng nhau đồng thuận nha. 314.159 đô một bi thôi nha, chuẩn bị có biến lớn là sẽ chuẩn bị Mainnet mở ngày nghi ngờ cái ngày gì nè, ngày 28 tháng 6. Phụ nữ mà trong gai có bi thì thấy xinh và đẹp hơn đàn ông trong mà trong có gai thì cũng có bi nữa là đẹp trai và nhiều người nể hơn. Theo bạn á, cái nào mang tốc độ 2H bi tốt nhất là chỉ là chạy nốt 50%, nên chúng ta sẽ đầu tư chạy nốt là một lợi thế. Phải up bi, ứng dụng bi, biển ghép, khóa bi vào vùng vòng tròn bảo mật, sử dụng quyền ở trên bi browser. Giao diện á, thì là giao diện này là Mainnet kèm theo là sau này nếu lấy chồng hay lấy vợ gì đó thì cứ hỏi trong ví có bao nhiêu bi, có 50 bi không, không có thì hỏi hỏi cưới cho rồi. Làm lụm cả đời chưa chắc bằng mồ hôi đầu bi đâu, ai là cũng đầu bi, đầu sớm hay đầu muộn cũng không quan trọng, miễn có bi là được rồi. Đây tiến sĩ Nicolas có nói là giá bi nè được quyết định bởi những người quy phong là Leonia. Comment một điều khi động được này thì 314.000 đô đơn giản. Ok, hôm nay mình sẽ vô áp bi của mình đi. Nếu một bi bằng 314.000 đô thì mình sẽ được bao nhiêu? Thì mình 7 ấy. Đây, số bi của mình đang 2H cơ sở vô có một máy nét đi. Bi chưa có thể chưa là 3.000, chưa xác minh 8.900, số dư có thể di chuyển chưa chuyển ví vô nha. Nhân một máy nét hoàn thành hết trên cái không cái trang chủ của máy nét nè, trang chính nè là kêu mình hoàn thành hết cái một danh mục máy nét. Mình cho mình hoàn thành hết một từ 17 đến một từ 11 đến 17 là đợi 18 là bi sẽ về ví nè. Đây 11 chúng ta sẽ tải bi browser về máy tạo ví, nhận ví, khóa bi, gửi đơn KC, chờ kết quả KC và di chuyển đến máy nét. Là cái mục này là mục thứ 7, là một xác nhận y như cái mục số 3 vậy. Đây mục đó y như mục số 3 vậy. Hai địa chỉ ví này trùng với nhau thì mục số 8 nó sẽ về ví đúng với mục số 3 và số 7. Đó. Để lại khóa mình khóa 100% 3 năm. Để lấy nó cốc độ đào. Là góc độ của mình là hiện tại góc độ là
612%. Đang đợi là Dominic là nó sẽ lên góc độ 200%. Đây những số người bạn mà nhắc nhở em đi nhóm cà phê nè. Đó. Vui trò chuyện chat. Bi chat. Trao đổi. Đây có những các thành viên là nhóm 175 quốc gia. Có thể giao tiếp, thảo luận, cùng nhau xây dựng. Thôi, không phải ra rồi. Đâu lại chứ quên. Đây, chúng ta sẽ vô cái Brunner tiếng Việt. Mình ghi vô mình xem thôi. Đấy. Nó, đây là những cái mục mà mình là hỗ trợ cho mình nè. Như là cập nhật thông tin, hành trình bi, và người mới tham gia bi như thế nào, ví bi. Thế mình tài khoản sử dụng an toàn, tài khoản bi, vấn đề họ lên tài khoản gì đó, những cái màu cần quan trọng thì mình sẽ vô đây xem đó, rồi. Nè, lấy cái góc độ này, lấy góc độ mình đang đào nè, nhân cho 24 giờ rồi một ngày mình kiếm được bao nhiêu bi nè, thì 0.26 đúng không? Đây, đây hoàn lộn vô cái mặt tính nè, 0.26 nhân cho 24 giờ một ngày mình kiếm được 6 bi. Theo độ mình thì một ngày mình kiếm được 6 bi không? Sao bi được rồi, còn hơn nhiều. Bi mình cũng mới nhiều rồi. Giờ mình cũng được. Đây là những người mà trong đây 100% trong bộ mặt này. Chỉ cần 5 người đủ. 5 người hãy thám minh. Khoảng nữa là được nè. Có người nào cũng chưa thám minh cũng được. Chuyển nhận bi của mình mấy năm trước đây, mấy năm trước nè, mà việc mà mình vô đây mình lấy hậu xác nè, đó mình nhận được cái bi ngon.